Chào anh em ơi, rổ về hàng tiếp anh em ơi. Rổ rim lùng Thái về hàng cái nè anh em ơi. Nói chung bán chạy lắm anh em. Được anh em ủng hộ. Đó. Về được thêm chục cái trong nhà còn đâu 2-3 cái nữa, 2 cái. Rổ rim lùng hàng chính hãng Honda Thái Lan nha anh em. Nói chung rổ này anh em lắp được vừa lắp được cho rim rim lùng, rim Thái. Đó. Nói chung là rim lùng với rim cao á, là với lại rim Thái á, nó chỉ khác cái con tem trước này thôi anh em. Đó, thì em có nói với anh em rồi á, ở cái thời điểm hiện tại bây giờ cái rổ rim Thái á, thì nó không có còn sản xuất nữa, mà cái hàng người ta chào em hàng loại 2 nó đã 400-500 ngàn cái, mà thay vì vậy á, thì em lấy rổ rim lùng hàng chính hãng Honda Thái Lan để bán cho anh em dọn rim Thái thì nó cũng đẹp, rồi có 370 ngàn cái, mà trong khi đó cái rổ là hàng loại 2 của rim Thái nó làm đâu có chuẩn đâu, cái form đâu có đẹp như vậy đâu đó, mà nó kêu giá 400-500 ngàn thì nó cũng ấy quá đó. Nó có bát ốc sẵn hết trơn nè, vậy anh em bắt vô là lụm mà. Đó. Chính hãng Honda Thái nha anh em. Thì cái rổ rim lùng này anh em giá là 370 ngàn cái nha anh em nha. Đó. Đúng hàng chính hãng Honda Thái Lan nha anh em. Đó. Lắp được cho rim lùng, rim Thái, rổ rim lùng Thái nha anh em nha. Ok anh em. Đó. Rổ quay tiếp tục về hàng thêm 5 cái nè, rổ quay này là rổ nói chung là quay 110 với quay 100 là anh em lắp được hết. Hàng này hàng công ty nội địa Thái này, công ty bo nè anh em. Đó. Công ty này nè, đó. Thì rổ này á, nó so với cái rổ hàng chính hãng Honda Thái Lan á, cái rổ hàng chính hãng Honda Thái Lan giá thị trường hiện tại 500 ngàn một cái thì mình không có so sánh gì cái gì giá, nhưng mà riêng cái phần mà cái form rổ á thì em đánh giá cái thằng này em có nói với anh em rồi, cái thằng rổ này nó làm cái form đẹp hơn cái thằng quay 110 Thái chính hãng nè. Quay 110 Thái chính hãng á, cái phần này nè, cái phần chỗ cái tay em nè, nó làm phùng ra vậy nè anh em, mà trong khi cái mấy cái cọng nhựa nè, mấy cọng nhựa rổ nè, nó làm mềm mèo quá, không biết làm sao quá. Sao mà nó làm rổ không có đạt gì mấy. Còn cái này nó làm chắc chắn lắm anh em. Đó. Đúng hàng nội địa ha, hàng nội địa của công ty Thái nha anh em. Đó. Một cái rổ này 380 ngàn anh em, rổ quay 110. Nói chung là anh em lắp vô là form cực đẹp luôn. Đó, form như chuẩn như zin theo xe luôn anh em. Form chuẩn như zin theo xe luôn. Ừ, 370 ngàn, ý 380 ngàn nha anh em. Còn rổ rim lùng này thì một cái là 370 chính hãng Honda Thái, còn rổ quay này hàng nội địa Thái. Đó. Anh em chơi nào hú em nha, em chào anh em nha. Đó, mới về được thêm mới nữa đó.